Đối với những gia đình chúng ta có đông thành viên hay là nhiều thế hệ thì rõ ràng việc lựa chọn căn hộ có 3 phòng ngủ luôn là lựa chọn được ưu tiên. Nơi Việt Anh đang có mặt ở đây đó chính là căn hộ có diện tích 112,44m², được chia làm 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Với cách thiết kế và bài trí cực kỳ hiện đại, tinh tế, nó giúp cho không gian sử dụng chung ở phía bên trong căn hộ này như quý vị đang thấy cực kỳ rộng rãi và thoải mái. Ở một khu vực rất là đặc biệt dành riêng cho tất cả những chị em phụ nữ, những người dành nhiều tâm huyết và tình cảm chế biến những món ăn ngon cho người thân trong gia đình. Có một cái chi tiết rất là thú vị mà Việt Anh cũng muốn chia sẻ với tất cả quý vị. Đó là gì ạ? Đó là ở khu vực vòi bằng thương hiệu Mallorca như thế này thì chúng ta sẽ có thể kéo giãn dài được chiếc vòi này ra để có thể dễ dàng hơn trong việc rửa rau củ quả hay là đồ ăn. Phòng ngủ lớn hay còn gọi là phòng ngủ master phía bên trong căn hộ này thì được thiết kế rất là trang nhã, tinh tế nhưng cũng đầy sang trọng. Thay vì những tủ quần áo thông thường thì khu vực để quần áo, để đồ hay là phụ kiện của phòng ngủ này được thiết kế rất là hiện đại như quý vị đang thấy. Một điểm khác biệt của căn hộ này so với tất cả những căn hộ khác vì đây là căn hộ góc thưa quý vị. Nên là có hai mặt thoáng và cái thứ hai nữa là quý vị có thể thấy rằng nhà vệ sinh phía bên trong phòng ngủ master rất rộng và có thể để được bồn tắm. Xin mời quý vị cùng với Việt Anh tiếp tục tham quan căn hộ mẫu có diện tích là 86,85m². Đây là căn hộ được bố trí bao gồm 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Với thiết kế của căn hộ này là một thiết kế rất là hiện đại, trẻ trung nhưng nó cũng đủ gần gũi với đại đa số người dân Việt Nam chúng ta, phải không nào? Khu vực bếp phía bên trong căn hộ với những thiết bị bếp được chủ đầu tư lựa chọn rất là cao cấp. Phòng ngủ master được bài trí cũng rất là hiện đại với những trang thiết bị mà chúng tôi nghĩ rằng không thua kém gì so với những khách sạn cao cấp. Thưa quý vị, 100% tất cả những căn hộ của dự án The Matrix One có thể đảm bảo được không khí lưu thông phía bên trong, mang lại sức khỏe rất tốt cho tất cả những gia chủ. Gọi là căn hộ 2 chìa khóa bởi vì khi mà chúng ta vào phía bên trong căn hộ tour key này, quý vị sẽ thấy rằng là hai phần phụ tách biệt với nhau và được sử dụng là 2 chìa khóa khác nhau. Nếu như quý vị có nhu cầu cho thuê, quý vị có thể ở một bên và chúng ta cho thuê một bên hoặc là cho thuê cả hai cũng đều rất là thuận tiện. Và bây giờ chúng ta cùng đi xem phía bên trong của từng phân khu căn hộ này có điều gì thú vị. Xin mời. Thưa quý vị, đây là thiết kế phía bên trong của căn hộ Duoki có diện tích 111,67m². Như quý vị đang thấy là phong cách thiết kế của căn hộ này đã được lựa chọn là phong cách thiết kế rất là hiện đại và thông minh. Tất cả những việc bài trí từ phòng khách này, bàn ăn và khu vực bếp được liên thông với nhau trong một không gian mở. Khi mà đặt chân vào đây thì Việt Anh rất thích khu vực phòng khách của căn hộ này bởi vì nó được kết nối trực tiếp với không gian phía bên ngoài thông qua một hệ thống là cửa lôi, thưa quý vị, là cửa loại 2 lớp để có thể cách nhiệt cũng như là chống ồn vô cùng hiệu quả và tối tân. Và ngồi tại đây thì chúng ta có thể phóng tầm mắt ra phía bên ngoài để có thể ngắm nhìn quang cảnh rất là thơ mộng, đặc biệt là của Hà Nội lúc về đêm. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ cùng sang với khu vực bếp. Chủ đầu tư đã lựa chọn những thương hiệu nổi tiếng về thiết bị bếp trên thế giới như là Mallorca hay là Bosch để vừa đảm bảo sự đẳng cấp cũng như là đảm bảo sự an toàn khi mà quý vị chúng ta nấu nướng trong khu vực bếp. Có lẽ rất nhiều quý vị chúng ta không khỏi ngạc nhiên với cách bài trí không khác gì một khách sạn 5 sao với đầy đủ những trang thiết bị và nội thất hiện đại. Và bây giờ, Việt Anh xin mời quý vị chúng ta cùng khám phá điều đặc biệt nhất phía bên trong căn hộ Duoki này. Quý vị nha, xin mời. Và đây chính là phòng studio. Thưa quý vị, gọi là phòng nhưng nó có đầy đủ chức năng giống như một căn hộ thu nhỏ. Quý vị có thể thấy rằng ở đây được bố trí là bao gồm có phòng ngủ, khu vực bếp, khu vực nhà vệ sinh. Và quý vị thân mến, tất cả những phòng chức năng phía bên trong căn hộ Duoki 2 chìa khóa này đều được kết nối trực tiếp với không gian phía bên ngoài thông qua hệ thống cửa lôi như Việt Anh đã chia sẻ để có thể đón ánh nắng, gió tự nhiên lưu thông phía bên trong căn hộ. Tất cả các căn hộ tại dự án đều được trang bị chuông hình thông minh sẽ kết nối với khu vực sảnh lễ tân và tầng hầm, giúp gia chủ xác minh trước khách tới nhà. Hệ thống chiếu sáng được tích hợp công nghệ Smart Home mang lại nhiều tiện lợi với chỉ vài thao tác trên điện thoại. Sàn gỗ của các căn hộ tại đây được sử dụng sàn gỗ của thương hiệu Hanso. Chất lượng gỗ này được đảm bảo như gỗ tự nhiên, chống nước, chống thấm và cong vênh.
Nhà vệ sinh với tiêu chuẩn thiết bị nhập khẩu như Duravit giúp chống bám, chống xước và đảm bảo độ bóng. Phòng tắm được thiết kế cửa vắt giúp tối ưu diện tích, có quạt thông gió và cả cửa sổ thông gió. Thưa quý vị, tại dự án The Matrix One thì sức khỏe của mỗi cư dân luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu và chúng ta có thể thấy được điều đó một cách rõ nét. Ví dụ như là bên cạnh hệ thống điều hòa âm trần của thương hiệu Daikin thì từng căn hộ đều sẽ có một bộ lọc không khí riêng để đảm bảo cung cấp không khí sạch ở phía bên trong. Cùng với đó là hệ thống lọc nước đa lớp, nước sạch nhà máy được cấp đến tòa nhà sẽ được thông qua hệ thống lọc tổng và sau đó mới cấp đến từng căn hộ. Tại đây sẽ có một hệ thống lọc để đảm bảo nước sạch tinh khiết, cung cấp cho việc nấu nướng. Hy vọng rằng chuyến trải nghiệm ngày hôm nay của Việt Anh đã giúp cho quý vị có được cho mình góc nhìn và cảm nhận riêng về một trong những siêu phẩm bất động sản nổi bật nhất tại thủ đô Hà Nội, dự án The Matrix One. Và trong tương lai không xa, chúng tôi rất hân hạnh khi được đón tiếp quý vị trở thành những tân cư dân của The Matrix One để có thể tận hưởng toàn bộ hệ tiện ích ở đây cùng với một cuộc sống chất lượng đủ đầy đang chờ đón. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.